Hello, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn lúc này là buổi chiều hôm. Đồng hồ đã chỉ 5 giờ. Tôi đang lòng vòng ở trong phòng nghỉ của mình. Hôm nay ở trên điện thoại tôi đọc được một tài liệu nói về đỉnh cao công nghệ quét mặt đoán bệnh của Trung Quốc, nâng khái niệm viện chẩn trong đông y lên một tầm cao mới. Viễn chẩn là một cái môn nhìn hình tướng trên khuôn mặt nói riêng và trên các cơ phận trên thân thể nói chung để đoán ra tâm thái buồn vui, đoán ra sức khỏe nội thân. Tôi thấy bài viết này cũng là một tư liệu hay, do đó tôi sẽ dùng thuật kể chuyện để đọc lại bài viết này và cất lên trang Facebook của mình để làm tư liệu. Tư liệu đọc trên báo: đỉnh cao công nghệ quét mặt đoán bệnh của Trung Quốc, nâng khái niệm viện chẩn trong đông y lên một tầm cao mới. Công nghệ đang cho phép các thầy thuốc nhìn thấy nhiều hơn là đôi mắt của hoa đà, biển thước và trương trọng cảnh cộng lại. Người Trung Quốc có câu: khi có bệnh ở ngũ tạng, tất cả đều sẽ hiển thị trên khuôn mặt. Các thầy thuốc đông y của họ đã dành ra hàng thế kỷ chỉ để phát hiện ra những khái niệm tinh tế trên khuôn mặt của người mắc bệnh so với người khỏe mạnh. Họ gọi đó là phương pháp viện chẩn, có nghĩa là nhìn mặt đoán bệnh. Chẳng hạn, khi một thầy thuốc nhìn vào hai má của bệnh nhân, thấy sắc hồng chuyển sang màu xám, kinh nghiệm nói cho họ biết rằng đó có thể là dấu hiệu của bệnh thận. Ngược lại, cánh mũi bình thường trở nên ửng đỏ là dấu hiệu điển hình của bệnh da dạ dày. Ấn đường dùng da giữa hai lông mày, xanh xao báo hiệu bệnh về máu. Trong khi đó, nhân trung, điểm ở giữa mũi và miệng chuyển đen, nghĩa là bệnh nhân đang mắc phải vấn đề rất nghiêm trọng, có thể là bệnh ung thư. Đây là hình ảnh trên khuôn mặt
giúp cho vấn đề diện chẩn. Người Trung Quốc có câu, khi có bệnh ở ngũ tạng thì tất cả đều sẽ hiển thị trên cái khuôn mặt. Trong quá khứ, độ chính xác của diện chẩn phụ thuộc phần lớn vào kinh nghiệm chủ quan của thầy thuốc. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của các cảm biến, camera và công nghệ quét khuôn mặt 3D vô cùng tinh vi, các nhà khoa học Trung Quốc đã có thể nâng tầm phương pháp của họ lên một đẳng cấp mới. Các công nghệ này đang cho phép bác sĩ nhìn thấy nhiều hơn là đôi mắt của hoa đà, biển thước và trương trọng cảnh cộng lại. Sau đó thì các thuật toán học, máy AI có thể được sử dụng để phân tích những bộ dữ liệu mới này. Diện chẩn hoàn toàn có thể trở thành một phương pháp chẩn bệnh hiện đại dựa trên dữ liệu khách quan, chứ không còn là niềm tin mơ hồ vào những dòng y thư cổ đại nữa. Xây dựng một bản đồ cho khuôn mặt. Khuôn mặt con người chứa đựng một lượng lớn thông tin dồi dào. Giáo sư Jin Dong Ji Han đến từ Đại học Bắc Kinh cho biết, bằng công nghệ chụp ảnh nhiệt hồng ngoại, chúng ta có thể thu thập được 897 điểm dữ liệu trên khuôn mặt. Trong khi đó, công nghệ tái tạo hình ảnh khuôn mặt 3D cho phép nâng con số lên tới 7.200. Trong nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Cell Metabolism, giáo sư Han và các đồng nghiệp đã phát triển một kỹ thuật khai thác những dữ liệu khuôn mặt ấy để dự báo bệnh tật cho con người. Công việc liên quan đến việc thu thập ảnh chụp khuôn mặt của 2.811 tình nguyện viên, trong đó độ tuổi từ 21 đến 88 tuổi. Các tình nguyện viên đều là những người gốc Hán sống ở tỉnh Hắc Long Giang, phía đông bắc Trung Quốc. Đây là hình ảnh phục vụ cho vấn đề diện chẩn, tức là nhìn khuôn mặt, đoán ra được bệnh trong lục phủ ngũ tạng. Một thuật toán sau đó sẽ đánh dấu 54 điểm mốc đặc điểm trên khuôn mặt họ. Các điểm mốc tạo ra một bản đồ 897 vùng hình tam giác chia làm 4 cụm. Cụm 1 là khu vực má dưới, cụm 2 là vùng mũi đi liền với miệng, cụm 3 là vùng trán, mắt và má trên, cụm 4 là vùng khóe mắt. Một camera hồng ngoại đã được sử dụng để ghi nhận nhiệt độ ở tất cả các lưới trên khuôn mặt được chụp ảnh. Dữ liệu sau đó được chuẩn hóa và so sánh với các xét nghiệm chuyên sâu của tình nguyện viên, bao gồm chỉ số BMI, huyết áp, đường trong máu, nồng độ tiểu cầu, bạch cầu, số lượng tế bào, miễn dịch, thói quen ăn uống, thói quen ngủ và tập thể dục của các tình nguyện viên cũng được ghi nhận. Một số còn được thực hiện thêm các xét nghiệm gen
như giải trình tự RNA. Các nhà khoa học phát hiện được điều gì? Dựa trên bộ dữ liệu được xây dựng, giáo sư Han đã đào tạo một thuật toán học máy AI nhằm phát hiện ra những thay đổi tinh tế trong nhiệt độ khuôn mặt của tình nguyện viên liên quan đến tuổi tác, tuổi sinh học và các bệnh lão hóa phổ biến như cao huyết áp và bệnh tiểu đường. Ví dụ, nhiệt độ ở vùng má dưới, cụm 1, thường tăng lên cùng với tuổi tác thật và tuổi sinh học của một người. Ngược lại, nhiệt độ ở vùng mũi, cụm 2, sẽ giảm nhanh hơn các vùng khác trên khuôn mặt. Điều này có nghĩa là những người có mũi ấm hơn và vùng xung quanh mắt mát hơn có thể sẽ trẻ hơn tuổi thật của mình. Trong khi đó, nhiệt độ ở trán và má trên, cụm 3, sẽ tăng lên theo tuổi tác, còn ở khóe mắt, cụm 4, sẽ giảm xuống theo thời gian. Tuổi sinh học càng lớn, càng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến lão hóa. Các nhà khoa học cho biết và họ có thể phát hiện ra điều này nhờ vào mô hình máy học tự động xử lý và phân tích bản đồ nhiệt khuôn mặt của một người. Đây, chúng ta coi bản đồ nhiệt chụp khuôn mặt của người. Tension fatty liver. Bản đồ nhiệt khuôn mặt của người mắc bệnh cao huyết áp ở bên trái và gen nhiễm mỡ ở bên phải. Ví dụ, những người mắc chứng rối loạn chuyển hóa trong nghiên cứu nhiều khả năng có nhiệt độ ở vùng mắt cao hơn so với những người khỏe mạnh cùng độ tuổi và cùng giới tính. Những người tham gia có huyết áp cao cho thấy nhiệt độ tăng ở vùng mắt và má. Nam giới bị tăng huyết áp thường có mũi lạnh hơn người bình thường. Khi các nhà khoa học sử dụng dữ liệu nhiệt độ khuôn mặt để tính toán tuổi sinh học của một người, họ nhận thấy những người già hơn 6 tuổi so với tuổi thật nhiều khả năng sẽ mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy bản đồ nhiệt khuôn mặt của một người có thể được sử dụng để dự đoán nhiều chứng rối loạn chuyển hóa, bao gồm tiểu đường và bệnh gan nhiễm mỡ với độ chính xác đến trên 80%. Bản đồ nhiệt khuôn mặt có liên quan chặt chẽ đến các bệnh chuyển hóa, trong khi các mô hình chụp ảnh khuôn mặt trước đây không thể dự đoán được những tình trạng này, giáo sư Han cho biết. Chúng tôi hy vọng có thể áp dụng công nghệ chụp ảnh nhiệt trên khuôn mặt trong các cơ sở y tế lâm sàng vì nó có tiềm năng đáng kể trong việc chẩn đoán và can thiệp bệnh sớm. Nâng đông y lên tầm cao mới. Trên thực tế, nghiên cứu của giáo sư Han không phải là công trình đầu tiên, nơi mà công nghệ được dùng để hỗ trợ cho các phương pháp y học cổ truyền của Trung Quốc. Năm 2021, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Springer cho thấy thị giác máy tính
và công nghệ thực tế ảo tăng cường AR có thể tự động nhận diện các điểm lõi trên khuôn mặt bệnh nhân từ các khu vực có sắc da bất thường cho đến vết mụn để đưa ra chẩn đoán bệnh dựa trên lý thuyết đông y cổ điển. Năm 2023, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Biomedicine and Biotechnology cho thấy công nghệ nhận diện hình ảnh và kỹ thuật học sâu AI có thể được dùng để tìm kiếm và phân loại thảo dược y học cổ truyền. Chính nhóm nghiên cứu của giáo sư Han trước đây cũng đã phát triển một mô hình quét không dựa trên bản đồ nhiệt mà chỉ dùng mô hình 3D khuôn mặt để dự đoán bệnh tật. Mô hình này cho thấy khi khóe mắt của bạn sụp xuống, mũi của bạn to ra, nọng càm chảy xệ và khoảnh khắc giữa hai mắt tăng lên, nhiều khả năng bạn đang trong tích tụ những phản ứng gây viêm trong cơ thể, thứ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Chúng ta xem hình average facial temperature. Sự khác biệt trong khuôn mặt của người tập thể dục và người không tập thể dục. Một nghiên cứu tổng quan đăng trên tạp chí Computer in Biology and Medicine hồi tháng 3 đánh giá giữa các nhà khoa học Trung Quốc đang ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến, trong đó có trí tuệ nhân tạo AI. Và Đông y đang nâng y học cổ truyền Trung Quốc lên một tầm cao mới. Lĩnh vực từng dựa vào các lý thuyết tương đối mơ hồ, phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của từng thầy thuốc, thiếu đi các tiêu chuẩn chính xác. Trong khi đó, lượng thông tin dùng để chẩn đoán rất nhiều và phức tạp, đòi hỏi các thầy thuốc phải sử dụng tất cả các giác quan trong khi khám bệnh, khiến họ mất nhiều thời gian và trở nên quá tải. Các công nghệ như nhóm giáo sư Han đang phát triển không chỉ giúp các bác sĩ thu nhập được nhiều thông tin chính xác hơn, khách quan hơn, mà còn giúp họ xử lý chúng theo một tiêu chuẩn thống nhất. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa y học hiện đại và các lý thuyết bí truyền có trong hệ thống Đông y Trung Quốc đã được tích lũy trong suốt hàng ngàn năm. Nguồn: Cell, Science Direct, Springer. Đây là một bài đăng giải thích khoa y học viện chẩn. Một tư liệu đáng để tham khảo. Bạn có thể đọc được tư liệu này trên
trí tuệ nhân thọ. Chào. Hình ảnh tự chụp dùng cho bộ môn y thuật diện chẩn. Đây là những tấm hình tôi tự chụp mình để chơi môn y thuật diện chẩn. Ngày nay chỉ cần cái điện thoại, chúng ta có thể tự chụp cho mình những tấm hình để có thể theo dõi được hình tướng của mình thay đổi theo thời gian. Thời gian làm mọi thứ thay đổi. Những dấu hiệu thay đổi phản ánh tâm thái buồn vui và sức khỏe nội thân mạnh yếu. Chỉ có chúng ta tự thân mới có thể nhìn thấy những thay đổi trên bản thể của mình theo dòng thời gian. Ngày nay với sự tiến bộ của ngành thông tin học, với những cảm biến có thể đo được nhiệt độ, có thể phân tích tướng mạo hình thể, chúng ta dễ dàng nhận ra những thay đổi trên bản thể của mình. Hình tướng học cho chúng ta nhận ra quan hệ giữa hình tướng và nội tâm, trạng thái bên ngoài nhìn thấy và các thay đổi bên trong không thể nhìn thấy. Mỗi buổi sáng tôi thường chụp cho mình vài chục tấm hình để làm tư liệu phân tích
nhờ phân tích qua các hình ảnh, tôi nhận ra được hiện trạng sức khỏe nội thân của mình. Chào. Hôm nay tôi thấy có một tư liệu nói về môn y thuật diện chẩn, và tôi đã đọc tư liệu này để cất nó lên trang Facebook. Với tôi, diện chẩn là tự mình xem hình tướng của mình. Hình tướng của mình sẽ thay đổi theo tâm trạng, theo sức khỏe nội thân. Điều quan trọng là tự mình theo dõi những thay đổi trên tướng mạo của mình theo dòng trôi của thời gian. Chúng ta sẽ phát hiện ra được những thay đổi, bởi vì chỉ có mình mới theo dõi được tướng mạo của mình từng phút, từng giây, từng ngày, để nhìn ra sự thay đổi ở tướng mạo và so với những thay đổi tâm trạng và những thay đổi sức khỏe nội thân. Tôi sẽ cất tư liệu này trên trang Facebook của mình, và rảnh rỗi nghe đi nghe lại, thay vì phải đọc đi đọc lại, thì tôi dùng kỹ thuật kể chuyện làm ra câu chuyện, và nhờ vậy tôi tạo ra được những tư liệu giúp cho tôi có thể coi đi xem lại để tăng được cái năng lực hiểu biết của mình. Chào.